Chào các bạn, nước vẽ kỹ thuật 2. Thì hôm nay anh sẽ hướng dẫn các bạn phần hình chiếu con số. Thì đây, anh phần này thì anh sẽ chép cái hình giữa này, nó giống y hệt bài tập lớn của các bạn. Thì bài tập lớn này thì nó ở trang cuối cùng ấy, hình số 2 trang 50 anh nhớ thế. Và cái đường cao độ này thì anh tự cho thôi. Bởi vì anh copy từ một bản vẽ khác sang, bởi vì đường cao độ này vẽ rất là lâu. Những cái đường này, đường cùng cao độ này. Do vậy và cái bảng này thì anh cũng lấy từ gì của 123 thôi, nó không giống như bài tập lớn đâu. Bài tập lớn các bạn có 4 5 cơ. Thì từ đây anh sẽ hướng dẫn các bạn các bước để làm. Thì đề bài nó sẽ cho chúng ta như này. Và các bạn nhớ đây là các đường gì? Đường cao độ đúng không? Đường cao độ. Và các bạn chú ý cái thước cao độ này, nhất đảo đắp. Ban đầu đề bài sẽ không cho cái này đâu. Thì ban đầu chỉ cho đào cho đắp thì các bạn sẽ chiếu xuống gì lần lượt các bạn chiếu xuống hình chiếu bằng để các bạn tìm ra n đào và n đắp thì từ cái n đào n đắp này các bạn sẽ dựng được cái thước gì cái thước thước chiều dài chính xác là thước chiều dài thì ở đây thì các bạn chú ý con số trong đây số cộng 54 thì cộng 54 là gì là cao độ này là cao độ 54 thì các bạn phải nhìn thấy đường cao độ này chứng tỏ là gì hai điểm ở đây là đang cùng cao độ. Đây, từ đây đây đang cùng cao độ 54 đúng không? Do vậy chúng ta sẽ dựng các đường cao độ như sau. Ban đầu chúng ta sẽ dựng một cái thước. Dựng một thước chiều dài này. Đó, chúng ta dựng một đường thẳng ra. Nhớ là vuông góc, mỗi cái mặt này chúng ta có một mặt này. Một mặt tròn này, hai thẳng này, ba này, bốn này, 5, 6, 7. Chúng ta tổng cộng có 7 7 mặt đúng không? Vậy chúng ta cứ mỗi một mặt chúng ta dựng một cái đường thẳng vuông góc với mặt đó. Tương tự như thế, ở trên đây anh gì? Anh dựng lên. Cứ dựng quá lên một chút nhé. Các bạn dùng bút chì, các bạn sẽ dựng quá lên một chút. Thì ở đây cũng vậy. Đặc biệt hai cái mặt này, do nó có cái đường 54 đi qua, nên các bạn phải gì? Dựng cái đường thẳng này đúng vị trí 54. Còn các vị trí khác thì các bạn chỉ cần là gì? Dựng vuông góc là được, bất kỳ vị trí. Đây. Đó, đường tròn thì các bạn phải dựng giữa đường tròn đúng không? Còn các đường khác các bạn đều dựng giữa, các bạn nhìn thấy anh lấy trung điểm chưa? Trên AutoCAD nó còn lấy trung điểm thì các bạn lấy trung điểm nhé. Tương tự như thế. Thì chúng ta dựng các đường như này. Dựng. Được chưa? Sau khi chúng ta dựng cái này thì bắt đầu chúng ta sẽ đo thước cao độ vào. Thì thước cao độ nó sẽ phân làm hai miền. Thứ nhất các bạn nhìn xem cái này cao độ 50 đúng không? 51, 52, 53 xong mới đến 54. Vậy trong vùng này này, trong vùng anh quẹt này, vùng này thì là vùng gì được đắp lên đúng không, được đắp lên đó. Còn vùng này sẽ là vùng gì, vùng đào đi. Do vậy là gì, khi các bạn dựng cái thước đo ở đây này thì các bạn phần bên đắp thì các bạn sẽ lấy gì, bên này là bên đắp này thì các bạn sẽ lấy thước đo độ là gì của đắp, còn phần bên đào các bạn sẽ lấy thước đo độ của gì của đào. Được chưa? Thì thước còn đo độ này anh đo sẵn rồi để anh copy vào thôi. Thì trước tiên anh dựng cho bên gì, bên đắp trước này, bên đắp trước thì anh lấy cái thước đo độ ở thước đơn vị của đắp, anh copy nó vào thì các bạn cứ vạch thôi. Còn ở đây trên AutoCAD thì làm rườm rà hơn một tí thì anh sẽ vạch những cái đường cao độ đây, anh sẽ vạch được những cái đường, vạch được những cái độ như này và các bạn cũng vạch vào giống như anh nhé. Đó, anh dùng lệnh copy, anh copy tiếp thì các bạn chỉ cần vạch thôi. Đó, các bạn cứ vạch liên tục như thế thì các bạn được một cái thước gì cao độ, được chưa? Tiếp tục. Phần này vẫn là gì? Phía bên này vẫn là đắp vào đúng không? Thì các bạn cứ phân làm hai phần đắp đào thì các bạn đo cái thước gì? Thước cao độ cho chính xác. Tiếp tục. 54 ở đây đúng không? 54 ở đây. Thì cái thước ở đây, bản chất ở đây vẫn còn gì? Còn một cái nữa đúng không? Còn một cái nữa ở đây này thì anh vẽ ngắn thôi. Vậy cái này nó cũng không quan trọng cho lắm. Vẽ ngắn thôi. Thì từ đây chúng ta cũng gì? Copy cái này vào đây, dựng một cái thước là thước gì? Đó. Thước này chính là thước đắp lên đúng không? Đó. Tương tự như thế thì ở đây vậy là chúng ta gì đã dựng được hết tất cả các miền gì miền đắp đúng không? Tự thì ở mảng bên này các bạn nhìn này, một cái thanh cao độ này nó chia làm hai mảng đúng không? Mảng bên này sẽ là mảng gì,
mảng đắp lên, còn mảng bên này sẽ mảng gì? Đảo đi. Vậy anh sẽ dựng cái đắp ở bên này. Cái này phải lấy đối xứng một chút. Đây. Bây giờ anh sẽ quay cái này. Và anh cũng dựng được liên tiếp các gì thước cao độ của nó. Thì các bạn sẽ vạch lần lượt thôi. Tương tự như thế, cái thước cao độ ở đây này. Cái thước cao độ gắn với thước chiều dài gắn với cao độ 54 thì các bạn sẽ cũng copy nó vào đúng không? Cố copy cái thước này vào này. Sau đó các bạn dán nó lên đây. Bạn vạch được, các bạn đo ấy. Dùng thước đo nhé, các bạn vẽ tay các bạn sẽ dùng thước đo, còn đây anh vẽ máy ấy. Rồi, vẫn đang quay. Tiếp tục này. Các bạn vạch liên tiếp như vậy. Các bạn vạch mờ đấy nhé, để sau này chúng ta xóa. Chúng ta có thể như thầy cô bắt các bạn cũng giữ cao độ này, nhưng giữ cái thước này, nhưng các bạn không được vẽ quá tay. Tiếp tục này. Đến gì? Phần bên này là phần gì? Phần bên này này, phần đào đi đúng không? Thì chúng ta sẽ lấy thước của phần gì? Của phần đào. Đó, nước của phần đào chúng ta vẽ vào. Bạn chú ý cái thước mà dính đến gì? Dính lên cao độ 54 này. 54 ở đây, đường 54 này. Thì nó sẽ gồm hai thước nhé. Rồi. Thì chúng ta cũng dựng được một cái thước như thế. Chúng ta đo đảo này vào đây thôi. Tương tự thế, anh đo tiếp tục. Đó. Các bạn cứ vạch. Bước đầu tiên là cứ phải vạch được đã. Rồi các bạn phải vạch chính xác nha. Vạch không chính xác là đến lúc các bạn đi làm ấy, lối nó không ra hình thù. Hình thù nó khác lạ ấy. Thì lúc đấy là phải đi vẽ lại ấy. Từng bước một, vẽ kỹ thuật các bạn phải cần thận trọng từng bước một. Tương tự thế các bạn cứ đo được thước cao độ. Thì các bạn cứ nhớ là gì? Cái khoảng cao độ. Đây, cái khoảng cao độ này nó 59 mà chúng ta đang cần là san một mặt bằng là 54 thì lúc ấy là gì? Vùng này sẽ bị là gì? Toàn bộ vùng này sẽ là đào đi, còn vùng này sẽ là gì? Đắp lên, thấy chưa? Thì cái ứng dụng cái đào cao độ này, đào đắp này thì nó ứng dụng trong ví dụ các bạn làm một ngôi nhà trên sườn đồi ấy. Do vậy là xin lỗi. Đây. Các bạn đã copy nó vào đây đúng không? Chúng ta dựng một cái thước cao độ lên. Khoa kiến trúc thì được gọi đây là hình họa 2. Như anh đánh giá thì hình họa 2 này sẽ dễ hơn hình họa 1. Bởi vì nó quy tắc nối thôi. Nhưng nó khó hơn vẽ kỹ thuật rất là nhiều. Vẽ kỹ thuật 1 đấy. Đó, thì sau khi các bạn dựng được kích thước cao độ này, thì các bạn chú ý những cái đường thước thước ở đây này, hai cái thước này nó sẽ có hai gì? Hai lờ đảo lờ đắp. Thì sau khi dựng được thước rồi, các bạn sẽ lần lượt các bạn sẽ đi vẽ những cái đường gì song song. Ví dụ như ở đây này, tại đây là đường cong tròn đúng không? Đoạn này là cong tròn thì anh sẽ vẽ được gì? Vẽ những cái đường tròn cùng tâm. Đó, nhưng cao độ khác nhau đúng không? Đó. Thì đây các bạn cứ đặt comba, các bạn quay lần lượt thôi. Được chưa? Rồi các bạn cứ đo lần lượt như thế cho anh. Các bạn quay comba chú ý nhá. Tí nữa do AutoCAD nó không có cái phần chế độ vẽ một nửa cung tròn. Các bạn chỉ vẽ đến cái gì? Một nửa có cái hình tròn này như nào thì các bạn vẽ một nửa như thế. Còn đây là AutoCAD anh không vẽ như thế, tí anh phải cắt đi. Tiếp tục này. Các bạn sẽ gì? Tương tự thế. Cái này là đường thẳng đúng không? Thì các bạn cũng vẽ một cái đường thẳng nằm ngang. Đó. Sau các bạn copy liên tục xuống.
Và nhớ là chúng ta đang vẽ cho gì? Phần đảo đi nhá, nên các bạn phải kích đúng cái gì? Cao độ của phần đảo. Đó, các bạn kích đúng vào. Thì sau khi các bạn dựng được cái này này thì anh khuyên các bạn sẽ vẽ cái đường giao giữa hai mặt này luôn, phần đào phần đáp giữa hai mặt này luôn. Để vẽ như nào, các bạn sẽ vẽ một cái đường cong. Ở đây anh có cái lệnh ở đây này, anh vẽ một cái đường cong. Đường cong với anh đây chưa đó, các cái đường cong như này. Cao độ nhá, thì các bạn chú ý này, thứ nhất là 54 là trên mặt phẳng này, thì dưới đây sẽ là 53. Xin lỗi, 54 đang đào đi mà, thì đây sẽ 55, 56, 57, 58 đúng không? Tương tự thế, cái này cũng là gì? 55, 56, 57, 58. Thì khi từ đây chúng ta sẽ cạnh này sẽ giao cái này ra được một điểm này. Cạnh này giao với cạnh này ra được một điểm này. Thì chúng ta sẽ tìm được cái giao giữa hai mặt này. Đây, để cho nét hơn thì các bạn sử dụng cái này đi. Bạn tô đậm cho các bạn dễ nhìn. Còn khi các bạn vẽ ai, các bạn sử dụng bút chỉ nét mạnh thế nhá. Các bạn cứ lối liên tiếp các cái điểm như này. Có nghĩa là gì? Đây vòng tròn thứ mấy? Vòng tròn thứ nhất này thì ứng với thanh thứ nhất. Vòng tròn thứ hai giao với thanh thứ hai ở đâu thì các bạn được một điểm. Vòng tròn thứ ba giao với thanh thứ ba thì sau đó các bạn lối liên tiếp các điểm với vào thì các bạn được gọi là một cái mặt giao. Được chưa? Thì từ cái mặt giao này, từ mặt giao này về phía bên tay phải, phía bên này thì là gì? Cái vòng tròn này nó chỉ đến đây thôi, vòng tròn này nó chỉ đến đây thôi, do vậy chúng ta sẽ cắt đi, cắt đi đó, anh sẽ cắt đi đó, mình sẽ cắt đi đó. Cũng tương tự như thế, thì từ cái đường vạch nằm ngang này đến đây là thuộc về cái mặt này này, cái mặt nằm ngang này, thì ở đây chúng ta cũng phải cắt gì, cắt cái này đi, các bạn có thể xóa đi đó. Còn cái thước của chúng ta vẫn phải giữ nguyên nhé. Đây là bước thứ hai các bạn cần làm. Đó, chúng ta sẽ cắt đi. Để chúng ta được một cái gì? Được một cái dao độ dao như này. Được chưa? Tương tự như thế, bên đây cũng vậy, các bạn dựng cái gì? Đường thẳng thẳng đứng. Nét gì? Nét mạnh thôi. Thì dựng một đường thẳng thẳng đứng này. Các bạn dựng quá tay lên một chút. Được chưa? Thì đây. Sau đó các bạn gì, copy, các bạn cũng lần lượt các bạn kẻ những cái đường thẳng gì song song với nhau của cái mặt này này, thấy chưa? Đó, các bạn sẽ tạo ra những cái đường thẳng song song giữa các mặt như vậy. Rồi, và đến đây thì các bạn sẽ tạo cái gì, đường giao đúng không? Đường giao thì nó sẽ là gì? Đây, vị trí này giao đúng không? Giao này các bạn sẽ nối này, nối đây, nối đây, nối đây đúng không? Nối đây đúng không? Thì anh nối luôn đến đây, được chưa? Thì các bạn nhìn này, cái mặt này mặt phẳng đúng không? Vậy là đường thẳng từ đây đến đây. Từ đây này, nó chỉ chạy liên tục đến cái đoạn giao này thôi. Còn sang đoạn bên đây nó sẽ bị gì? Nó sẽ bị mất. Đó, sang bị mất thì mình sẽ cắt nó đi. Ok, mình sẽ cắt nó đi này. Tương tự như thế. Đoạn này thì nhiều rồi đúng không? Thì thừa rồi chúng ta vắt đi đi. Tương tự thế, cái hình tròn này các bạn nhìn cái vành tròn của nó đây, nó chỉ đến cái đoạn giao ấy thôi đúng không? Thì chỗ này các bạn cũng phải cắt đi. Đó. Các bạn nếu mà thầy cô bắt vẽ trên AutoCAD thì các bạn sử dụng LL nhé, TR để cắt chim ấy. Ok, thì các bạn sẽ ra được cái gì, hai đường giao này. Tương tự như thế, các bạn cứ dựng lần lượt các đường song song và các bạn tìm cái đường giao này trước. Quan trọng chúng ta tìm được cái đường giao này trước này. Đây, đường này. Các bạn cũng dựng những cái đường thẳng như vậy, các bạn kéo dài nó ra. Sau đó các bạn gì? Copy cái này liên tục ra. Được chưa? Thì ở đây nó tạo ra những cái đường gì, đường giao như này đúng không? À xin lỗi, nhầm nhầm, sorry các bạn, đây là thước cao độ khác, xin lỗi nhá. Đến đây là một thước cao độ khác. Vậy chúng ta gì, các bạn nhìn này, cái đường cao độ ở đây đúng không, đường thước ở đây đúng không, sang phía bên tay này này, xía sang phía bên tay này thì nó là đang là phần gì,
phần đắp lên đúng không? Vậy chúng ta phải gì? Ngắt cái này ở đây thôi. Đó. Ngắt ở đây. Ngắt ở đây. Và bây giờ chúng ta sẽ dựng một cái thước gì? Theo cái thước cao độ mới. Thước này mới này. Đó, các bạn chú ý ở đây nhá. Mỗi bên, bên nào bên đào, bên nào bên đắp thì phải dựng theo thước của nó. Thì sang bên này là bên gì? Bên đắp là phải dựng theo gì? Theo thước của đắp. Đây, bên này có cao độ gì nhỏ hơn, các bạn nhìn 53 này. Chứng tỏ phần khu bên này nó cao độ thấp hơn, do vậy chúng ta phải đào theo gì? Theo đắp. Thì tương tự như thế các bạn gì? Các bạn cũng dựng những cái cao độ như vậy. Dựng những đường thẳng song song. Dựng thước xong rồi chúng ta sẽ dựng những đường thẳng song song. Đó, dựng đường thẳng song song thì chúng ta sẽ tìm cái đoạn giao, cái điểm giao. Ví dụ như hai cái cạnh này nó giao với nhau thì tương ứng với hai cạnh này cũng giao với nhau, hai cạnh này cũng giao với nhau thì chúng ta sẽ có một cái gì? Một cái đường giao. Đó. Đó, đường giao. Thì anh giả sử đường giao nó giao đến đây chẳng hạn. Thì bản chất là nó giao đến tận đây nữa. Đó. Được chưa? Thì từ đây chúng ta cũng cắt những cái đoạn thừa đi. Đây, các bạn nhìn cái mặt này đúng không? Mặt này nó chỉ đến đây thôi, chứng tỏ là gì? Cái này chỉ đến gì? Đến vị trí này thôi. Khi các bạn đi học ập thì anh sẽ giải thích rõ ràng hơn được. Đây, và chúng ta xóa bớt cái này đi. Để tạo ra cái hình dạng như vậy. Và tương tự thế, đến đây các bạn cũng gì? Cắt bớt đi. Cắt bớt cái gì? Đoạn giao này đi. Đó, nó sẽ ra được hình dáng như vậy, được chưa? Tiếp tục này, các bạn vẽ cái đường ở trên này đúng không? Đây. Và kéo nó sang bên đây. Đấy. Các bạn phải làm theo từng bước nha, nếu không làm theo từng bước đến lúc các bạn không biết các bạn lối điểm ở đâu đâu. Chúng ta cứ làm tuần tự từng bước. Thì tại đây này, anh cũng được gì? Layer 1, đây có thanh số 1 cũng lao với nhau thì ở đây anh sẽ được một cái gì? Một cái thanh dao như vậy cho nó đậm lên. Được chưa? Thì cái thanh dọc này nó chỉ đến gì? Thanh này này, nó chỉ đến đây thôi đúng không? Thì chúng ta sẽ cắt cái này đi. Cắt đi. Cắt đi. Được chưa? Và từ đó thì chúng ta gì? Chúng ta cũng xóa cái này đi thôi. Tiếp tục này. Chúng ta có gì? Thì mục đích của cái bước làm này là chúng ta tạo ra các đường nhỉ, đường cắt này, và chúng ta gì dựng được những cao độ. Tiếp tục này, đoạn ở đây thì chúng ta cũng gì đoạn này thì bên đây nó làm phía bên đào, đào đi thì chúng ta dựng trên của gì của đào, chúng ta cũng dựng lần lượt sang. Các bạn cẩn thận kẻo nhầm với cả cái đường này nhá, chưa? Đó, anh cũng kéo lần lượt kéo sang. Đang quay clip nên máy giật quá. Rồi, chúng ta được các đường như này đúng không? Thì từ đây các bạn cũng gì? Cũng tạo được một cái đường giao. Thì mỗi cái đoạn gấp khúc này nó đều có một đường giao, đoạn này gấp khúc này đều có một đường giao. Có nghe những cái đoạn tiếp xúc giữa các đoạn với nhau ấy, nó đều có một đường giao cả. Thì ở chỗ này anh sẽ gì? Vẽ cho bạn đường giao ở đây. Tương tự như thế. Các bạn cũng gì cắt đường giao này, cái thanh thẳng đứng này nó chỉ đến đây thôi đúng không? Thì chúng ta sẽ cắt đi. Đoạn này thì chúng ta cũng gì cắt đến đây đi.
chưa? Máy giật quá. Đó, thì đến đây, đến bước này các bạn phải xử lý nốt chỗ này nữa đúng không? Thì xử lý chỗ này nó hơi hơi khó nhìn chút thì các bạn chú ý nhá. Cái đoạn từ phía bên này sang này thì nó là gì? Thước đo của phần bên gì? Phần này này là thuộc về phần bên đảo. Bởi vì sao? Cao độ là 53 nó giảm dần về đây đúng không? Vậy chỗ này các bạn phải vẽ theo cao độ theo cái thước của phần gì? Phần đảo. Phần đảo thì các bạn cứ kéo ra thôi. Kéo ngắn thôi. Và phần này cũng là phần đảo thì chúng ta kéo lên này. Đó. Kéo lên. Thì từ đây các bạn sẽ được một cái gì? Một cái sao. Đây, các bạn nối vào đây này, xong nối vào điểm này. Đó. Thì trong khoảng này này, trong khoảng này thì đường nằm ngang này. Đây. Đường nằm ngang nó chỉ đi đến đây thôi đúng không? Đó, còn đường thẳng đứng chỉ đi đến gì? Đến đây thôi. Được chưa? Còn cái đường này thừa chúng ta vứt đi. Được chưa? Tiếp tục chúng ta vẽ thêm cái gì? Vẽ giao của gì? Của hai đường này. Cũng tìm cái mặt giao của cái tại vị trí này xem nó như nào. Bản chất của nó, góc của nó là 45 độ. Thì các bạn cũng gióng lên thôi. Gióng lên. Các bạn nhớ cái mặt này này, thước đo của nó đây này, nằm ngang này, được chưa? Đó, thì từ đây các bạn sẽ gì? Kéo dài cái này ra. Cắt tại đây. Vậy chúng ta sẽ được một cái mặt. Bản chất các bạn vẽ 45 độ cũng được nhá. Để nối vào điểm này, sau nối điểm trên thì nó đi qua 3 điểm thì cái này là 45 độ. Thì tại đây chúng ta sẽ ngắt tại đây này. Ngắt này. Được chưa? Đó. Đó. Thì sau khi vẽ xong tất cả cái mặt giao này thì bây giờ chúng ta sẽ đến nối điểm, bước cuối cùng là chúng ta nối điểm. Thì nối điểm này như nào? Thì thứ nhất nhá, các bạn sẽ xuất phát từ cái điểm gì? Cái cốt 54 này, 54 ở đây đúng không? 54 đây. Thì xuất phát từ cái vị trí 54 này, để anh sẽ vẽ từ 54 này nhá. Thì chúng ta sẽ nối qua các điểm này. Thứ nhất, 54 này. Nối về phía bên này thì các bạn phải để ý một chút. Cái thước này là thước gì? Cái thước đầu tiên 54 thì thước phần đào này sẽ là gì? 53 à, xin lỗi, phần đắp thì sẽ là 53 đúng không? 53 thì các bạn phải xem cái thước đắp này nó giao ở 53 ở vùng nào. Cái thước này này nó giao 53 ở chỗ nào thì các bạn xin lỗi về. Thì giao 53 ở đây này, các bạn nhìn nhá, 53 của cái phần mặt này nhá. Thì nó giao 53, 53 đây. 53 đây. Thì các bạn phải thấy nó cắt sang phần bên đây đúng không? Thì các bạn phải nối cái này dài sang một chút, được chưa? Các bạn dùng thước các bạn kẻ chấm chấm sang thì từ đây các bạn sẽ nối được luôn. Đó, chúng ta sẽ nối, nhớ là chúng ta nối cong một chút nhé. Nối cong một chút. Nếu cần các bạn muốn xác định thêm một điểm nữa để nối gì cho dễ dàng thì các bạn sẽ nối gì? Kéo dài cái 54. 54 nhá, 53, 52 thì cái đường 52 đâu? Đường 52 đường này nè. Đó, đường 52. Thì khi đó cái đường 52 các bạn giả sử nó kéo được kéo dài ra đây. Đây nó cắt nhau tại đây chẳng hạn. Cái này là các bạn áng chừng trên cái gì, nếu hình vẽ cho thiếu thì các bạn có thể tùy ý các bạn kéo dài thêm. Thì khi đó các bạn sẽ vẽ. Nhớ là lối cong mềm mại, ở đây anh có công cụ lối cong của AutoCAD. Thì ở đây anh sẽ lối từ vị trí gì 54 này, lối qua vị trí 53 này, sau lối về đây để nó tạo gì thành một đường cong. Thì đường cong này nó cắt tại đâu? Cắt tại đây rồi đúng không? Cắt tại đây này. Cắt tại đây. Do vậy là chúng ta sẽ gì? Cắt luôn tại đây, nó chỉ dừng đến đây thôi. Còn những chúng ta tạo ra các những điểm ảo này để chúng ta có gì? Có những cái điểm để chúng ta lỗi. Thì đấy, nó chỉ dừng đến vậy thôi. Và chúng ta xóa bớt cái này đi. Được chưa? Tương tự như thế, sang cái mặt này, vẽ cho cái mặt này. Thì các bạn lại xuất phát từ điểm này, điểm giao này. Đó, điểm giao này. Thì chúng ta lỗi gì? 53. 53 đâu? Cái đường cao độ 53 đây nó cắt tại đây này. Cắt 53 tại đây này. Thì đây là một điểm này. Sau đó 52 đâu? 52, 54, 53, 52 đúng không? Các bạn phải đánh số ở đây. Chỗ này thì anh nhầm tắt một chút, anh không đánh số. Thì chỗ này sẽ là gì? Đánh lối vào đây. Sau đó về đến gì? 51 đúng không? 51 này. Thì cái đường 51 của đây nó tiến xa xa đến đây 51. Vậy đây sẽ là 51 này. Tiếp tục 50. 50 thì các bạn lấy ở đâu? Đó. 50 thì ở đây này. Chúng ta sẽ kéo dài nó ra này. Thì nó là điểm này đúng không? Vậy là 50 là nó cắt tại điểm này. Thì từ đây anh sẽ nối lại này. Ban đầu từ điểm này. Sau đó nối về gì? 53 giao ở đâu? Tiếp tục 5 gì?
52 nó ở đây này. Cái trục đường 52 giao với cả gì? Đường trung bình 52 này, cái đường 52 này. Đó. Thì lối vào đây này. Tiếp tục này, 53 lối vào đây này. Còn 54 thì các bạn lại lối sang bên đây. Các bạn lối sao cho nó cong trơn đi qua các điểm. Thì đến đây nó cắt cái đường gì? Đường giao ở đây rồi. Do vậy đường giao này cũng bị cắt đến đây thôi. Chẳng qua điểm này là điểm ảo và chúng ta gì? Chúng ta tạo thêm thôi, tạo thêm cho nó thôi. Đấy, chính là những điểm ảo. Tiếp tục vẽ cho cái mặt này. Vẽ cho mặt này. Thì vẽ cho mặt này thì là gì? Để tí nữa anh hướng dẫn thì nó sẽ dễ dàng hơn khi chúng ta vẽ hết mặt bên đây và chúng ta dồn về. Vậy cái chỗ này rất khó xử lý này. Thì các bạn sẽ quay lại ngược lại trở lại đây này. Lại xuất phát từ điểm gì? Con mốc 54 này. Đó. Dùng công các bạn nhớ là uốn cong nhá. Uốn cong. Thì bây giờ 54 đúng không? 54 thì về 5 gì? 55 thì cái đường 55 ở đây này. Cái muốn biết cái mặt này nối về đâu? Ví dụ các bạn chưa biết nó nối ở đâu, ví dụ các bạn nào tự dưng nối ra đây là bạn sai này. Đó là sai. Vậy chúng ta phải có cái gì? Từ đây này, chúng ta kẻ ngang ra. Rồi. Thì chính là cái điểm giao gì? Giao giữa 56 ở đây. À xin lỗi, giao 55 này. Đây 54, 55 thì đây chúng ta cắt ở 55 điểm này. Thì từ đây chúng ta mới lối cái 55 này vào. Thậm chí các bạn có thể sử dụng điểm 56 nữa. Ví dụ ở đây, anh có một điểm là điểm gì? 56, anh kéo ra đây. Đúng không? Kéo ra đây thì cái đường ở đây này. Đây kéo cho chuẩn một chút nhé. Đây, chúng ta kéo. Bởi vì chúng ta đang vẽ cho cái khoảng khoảng từ đây đến đây này. Thì chúng ta phải tìm cái hai cái điểm ảo để chúng ta lối lại. Thì điểm ảo ở đây là gì? Chúng ta lối từ vị trí thước đo 55 và 56 giao với cả cái đường cao độ 55 56 ở đâu thì chúng ta được hai cái điểm này. Đây một điểm này và đây là gì? Một điểm nữa. À, thì từ đây các bạn lối thôi. Đây các bạn sử dụng nhớ lối cong qua các điểm nhá. Thứ nhất điểm 55 này, thứ hai điểm 5 gì? 56. Đó. Thì nó sẽ gì? Được. Xin lỗi. Đây anh cho đậm lên. Nối lại này. 54 này. Sau đến 55 này. Và 56. Đó. Thì đến đây nó bị cắt này. Thì các bạn sẽ cắt mất ở đây. Được chưa? Và chúng ta cũng xóa hai cái thước này đi. Cho gọn. Đó. Thì nó sẽ giao đến đây này. Thì giao đến đây thì các bạn vẽ cho cái gì? Cho cái mặt cung tròn này như nào? Thì chúng ta cũng xuất phát từ cái điểm giao này. Xuất phát từ điểm giao này. Thì 55 của nó đâu? 55 này. Đường thì tròn ra 55 ở đây này. Tiếp tục 56 này. 56 là điểm này này. Đó, các bạn nhớ lối cong trơn nhá. 57 đâu? 57 là cái đường này đúng không? Thì đây có một điểm này. So ở đây lại có một điểm nữa. Thì các bạn lại kích vào điểm 57 này. Đó. Và các bạn nhìn cái điểm 58 này. 58 thì nó giao ở đây đúng không? Giao ở đây đúng không? Thì cái này là đường vòng tròn. Do vậy là nó cũng giao xấp xỉ ở đây luôn. Nó gần. Thì các bạn gì? Đó, các bạn được một cái đường cong trơn đi qua các điểm như này. Được chưa? Thì đến đây các bạn gì? Cắt cái đoạn này đi bởi vì chỗ này nó dư thừa ra. Thì đây chính là đoạn đến đoạn giao của nó. Tiếp tục các bạn vẽ cho gì? Cho mặt này. Mặt này mặt thẳng đúng không? Thì chúng ta cũng sử dụng cái đấy xuất phát từ điểm giao. Đó. 57 đâu? 54 này. 5 gì? 55, 56, 57, 57 vậy nó giao ở đây. 57 này, xong đến 56 đâu? 56 thì là giao ở dưới đây đúng không? Đó, 56, 54, 55, 56 thì 56 nó giao ở đây. 55 ở đâu? Ở đây này. Thế còn 54. 54 ở đây các bạn chưa biết nó giao ở đâu đúng không? Thì các bạn phải tìm một cái điểm ảo cho nó. Thì điểm ảo như nào? Đây anh giả sử anh có một cái điểm ảo ở đây này. Anh kéo từ cái mặt này cao độ 54 đúng không? Đây là mặt cao độ 55 đúng không? Thì đây anh sẽ kéo cái này, kéo ra, cắt cái đường 54 này ở đâu này thì đây chính là điểm của nó. Cái điểm này này. Đấy, giao giữa hai đường này với nhau các bạn nhìn thấy chưa? Thì từ đây anh sẽ lối qua các điểm thôi. Ở đây AutoCAD nó phải lối liền mạch thì mới được đường cong, do vậy là anh sẽ lẽ làm ướp khúc cho các bạn. Đó, các bạn lối ra đây. Nối trúng điểm vào này. Đó, thì đến đây này, thì đến đây nó cắt đến giao độ đây thì các bạn sẽ cắt đi. Phần này chỉ là điểm ảo thôi, được chưa? Đó, cắt đi thì các bạn sẽ được vẽ cho mặt này. Thì bây giờ tương tự như thế các bạn vẽ cho cái mặt tí. Mặt này đúng không? Mặt nằm ngang này đúng không? Thì mặt nằm ngang này vẽ như nào? Cái phần bên tay phải của nó, phần bên tay phải này, phần bên tay phải của nó thì là vẫn là gì? Vẫn là đào. Thì chúng ta phải vẽ theo cao độ đào. Thì cao độ đào thì 54 này đúng không? Nên 55 đúng không? 55 thì các bạn chưa biết 55 ở đâu thì các bạn kéo dài nó ra đây này.
Nó cắt ở đây này, cắt cái 5 năm ở đây này, được cao độ 5 năm tại vị trí này, thì các bạn cũng vẽ một cái đường thẳng. Và các bạn chú ý nhá, do giao độ nó cắt nhau nên các bạn phải nối gì? Nối qua cái điểm cắt này, này. Nhớ là phải nối qua cái điểm cắt này. Đó. Thấy chưa? Đó. Được chưa? Thì đến đây chúng ta cắt cái này đi. Có nghĩa là chúng ta phải dựng thêm những cái điểm ảo ngoài đây này. Đó. Thì đến đây điểm ảo chúng ta lép chấm chấm và chấm chấm thì đến đây là chúng ta gì? Được xong đến phần này đúng không? Bây giờ xử lý đoạn này. Tương tự thế các bạn xuất phát từ gì? Xuất phát các bạn vẫn vẽ cho mặt mặt này này. Nhưng nào về phía bên gì? Phía bên này là phía bên đảo đi đúng không? À đắp lên đúng không? Thì các bạn phải sử dụng thước cao độ của đắp. Thì tương tự như thế, 5 năm các bạn về đào bên đây thì đây sẽ là thước của gì? Đây là cái thước này, sẽ là thước của, xin lỗi, thước nào nhỉ? Thước này mới đúng. Thước này này, là thước của 5 gì? 5 3 đúng không? 5 3 ở bên đào thì nó càng lên cao thì nó càng gì? Càng ra xa thì nó càng giảm. Thì tại đây chúng ta có một điểm tại đây này. Một điểm tại đây thì chúng ta nối vào thôi, chúng ta uốn cong. Các bạn nối sao cho nó cong một chút. Thì đến đây chúng ta sẽ cắt tại vị trí mặt dao được chưa? Tương tự thế, bây giờ chúng ta vẽ cho mặt này, thì mặt này ở nằm trong vùng gì? Đắp. Vùng đắp thì chúng ta cũng gì? Vẽ thước cao độ của vùng đắp đây đúng không? Thì vùng đắp đây 54 này, thì đây sẽ là 5 gì? 53. Bởi vì đắp nó sẽ giảm dần mà. 53 thì các bạn phải kéo dài cái này ra 53 này, các bạn được một cái điểm ảo tại đây này. Đó, thì từ đây chúng ta cũng gì? Vẽ cong, nhớ là vẽ cong nhá. Còn nếu các bạn muốn chưa biết cong như nào ấy, thì các bạn vẽ thêm một điểm ảo nữa. Các bạn nhìn thước đo của cái thằng này không? Vuông góc đây này. Thì anh sẽ vẽ gì? Nối dài lên đây. Các bạn nhìn đấy, nó cắt 52 chưa? 54 này. Thì đây sẽ 53 và đây sẽ 52. Cắt đường 52 tại đây được một điểm. Cắt đường 53 tại đây được một điểm. Vậy chúng ta sẽ nối qua gì? Các điểm đấy. Rồi, một điểm này. Một điểm lên đây nữa này. Đó. Thì nó sẽ được gì? Cái đường này nó cong thì chúng ta chỉ cần cái đoạn gì đến đoạn giao rồi thôi. Thì chúng ta ngắt đúng không? Ngắt và cái đường ảo này chúng ta cũng gì? Chúng xóa đi đúng không? Đó chúng ta xóa đường ảo đi. Thì tiếp tục là vẽ cho mặt này nữa thôi đúng không? Mặt này như vậy. Thì nguyên tắc các bạn đều gì? Nếu cái đường cao độ này nó nằm không nằm trong thì các bạn gì? Đều phải vẽ điểm ảo. Có điểm ảo là điểm phía bên của bên này của nó. Thì tiếp tục này, chúng ta gì? Bắt đầu từ điểm này đúng không? Và các bạn nhìn này, thước cao độ này là 54 này. 5 gì? 53, 52, 51. 51 đây đúng không? 51, 50. 50 thì nó ở xa tít đây rồi, vậy chỉ có 51 thôi, 51 là nó giao ở đây này, cái thước làm ngang này là 51 thì giao ở cao độ 51 tại điểm này. Tương tự với 52. 52 thì nó giao tại điểm gần sát đây này. Đó, 52 và đến 5 gì? 53 là điểm này đúng không? 53 và cuối cùng đến 5 gì? 54 thì các bạn chỉ cần gì? Bản chất các bạn chỉ cần nối phát vào đây là được. Hoặc nếu các bạn muốn chính xác ấy, muốn chính xác ấy, cái đường 54 đây đúng không? Thì các bạn nối cái đường 54 về đây này. Xin lỗi, vừa nãy là vẽ nhầm rồi. Vậy các bạn muốn chính xác các bạn vẽ một cái đường ảo tại đây này. Thì bây giờ các bạn sẽ nối 5 gì? 51 này. Tiếp tục 52 đâu? 52 đây. 53 đâu? 53 đây. Và 54 là điểm ảo ngoài đây này. Cái điểm này gọi là điểm ảo. Vậy các bạn nối cong được trơn mềm mại một chút nhá. Thì từ đây các bạn sẽ cắt dao tại gì? Dao tại đây đúng không? Đó. Thì tại đây này, do là chúng ta nối cong không đều đúng không? Vậy nó sẽ xảy ra một trong hai trường hợp này. Một là các bạn sẽ gì? Nối điểm này vào đây. Thành một điểm như này. Hoặc là các bạn sẽ gì? Hoặc các bạn sẽ nối điểm này quay trở lại đây như vừa nãy anh nối ấy. Bởi vì hai điểm này do tại vị trí giao nó phải trùng nhau thì các bạn thấy là gì? Vẽ như này thì nó gì? Nó bất hợp lý. Bởi vì sao? Trong cái khoảng ở đây này, nếu mà gì? Có thêm cái thước đường cao độ ấy, thì chúng ta sẽ vẽ chính xác hơn. Còn ở đây chúng ta lối là lối tùy ý. Do vậy lối như này nó sẽ gì? Vô lý quá. Do vậy chúng ta sẽ gì? Sẽ lối vào đây. Thì ở đây các bạn sẽ xóa những cái điểm ảo đi. Xóa những điểm ảo đi. Đó. Và chúng ta sẽ cắt bớt cái gì? Cắt bớt cái đường giao độ đi.
Đó, tương tự như thế các bạn ở dưới đây các bạn gì? Cắt bớt nó đi. Ở đây cũng thế. Các bạn gì? Có bớt nó về đây. Đó, vậy là chúng ta gì? Các bạn có thể xóa được hoặc các bạn tô đậm lên nhé. Theo cái bài của các bạn là tô đậm ấy. Ở đây AutoCAD thì anh vẽ xóa cho các bạn để cho các bạn dễ. Thì tại đây, tùy theo yêu cầu thầy giáo cần giữ cái nào, bên nào thì các bạn gì? Giữ lại. Còn nếu các bạn không cần thì các bạn xóa những cái đường này đi này. Đó, xóa những cái đường này đi, được chưa? Thì ở đây có một lưu ý một chút. Thì phải ký hiệu là gì? Đào đắp bên nào khi vẽ nhà chúng ta chưa biết là người ta nhìn vào người ta chưa nhìn hình dung ra ngay là gì khi nào đào bên nào đắp chúng ta làm kỹ thuật thì chúng ta biết ngay là gì làm 10 này thấp hơn 54 chắc chắn miền bên này miền đào miền bên này sẽ là miền gì à xin lỗi miền bên này miền đắp còn miền bên này sẽ miền đào nhưng người công nhân họ đi đào đào san cái mặt bằng này ấy, thì người ta không biết là à, bây giờ chúng ta làm đào đắp như nào đúng không vậy chúng ta sẽ thêm cái ký hiệu này cho anh này thêm các ký hiệu gạch sọc nhỏ nhỏ này các bạn dùng phấn dùng ấy thì viết thì sẽ dễ dàng hơn nhé đó chúng ta có những cái này này được chưa đó thì nó thể hiện là mặt bên này là mặt gì tương tự thế bên này cũng thế các bạn vạch thêm những cái vạch mà song song bằng nhau đó các bạn thể hiện đây là miền gì miền đắp nên là nó gì dốc như này được chưa miền đắp bên này là cũng là gì đắp đắp thì các bạn sẽ gì vẽ những cái gạch sọc này còn đào thì sao đào thì nó lại khác đây bên này vẫn là bên gì bên đắp đúng không bên đắp này đó thì chúng ta sẽ vẽ những cái này vào được chưa đó. Còn bên đào thì sao bên đào thì các bạn phải vẽ ngược lại có nghĩa là bây giờ nó nằm ở đây này đó, các bạn chú ý là vẽ gì đây. Đó nó thể hiện là các bạn đang gì đang đào đi bạn những cái đường này các bạn cứ vẽ gì phải phẩy sau đó vuông góc là được được chưa tương tự như thế phần bên này các bạn cũng có gì đây anh vẽ trên kép bây giờ đến chỗ này anh vẽ ẩu rồi được chưa tương tự như thế bên này phần này cũng thế các bạn thể hiện là gì nó đang đào đi phần này cũng là đang đào đúng không đó thì từ đây người ta nhìn vào người ta à người ta biết ngay trong khoảng từ đây đến đây này là đang đào cần đào đi còn trong khoảng từ đây đến đây là đang gì đang cần đắp lên vậy công nhân nó chỉ cần gì đào đắp vào thôi đó thì cái phần file này anh sẽ gửi lên cho các bạn được chưa thì cái phần hình chiếu số này các bạn xem đi xem lại nhé còn đến lúc đi học ấy thì anh sẽ hướng dẫn các bạn cắt theo cái mặt cắt gì mặt cắt ngang của qua đây thì cắt như nào mặt cắt ngang thì chúng ta làm như nào được chưa thì hôm nay cái dung lượng của anh cũng không nhiều do vậy anh dừng tại đây thôi.